Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin Money Daily ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày cuối cùng của năm và tôi là Hải Linh. Trong bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. Chứng khoán Việt Nam ngày 31 tháng 12, VN Index đóng cửa năm 2021 sát ngưỡng 1.500 điểm. Tiền điện tử khẳng định giá trị trong năm 2021. Nhiều thông tin thị trường bất động sản. Dù chịu tác động từ đại dịch COVID-19, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục, thể hiện rõ vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cho chính phủ, doanh nghiệp, cũng như là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa phiên cuối năm ghi nhận sự tăng trưởng của các chỉ số chính. VN Index tăng 12,31 điểm nhờ lực kéo của nhóm VN30, đóng cửa năm 2021 sát ngưỡng 1.500 điểm. Tính chung cả năm 2021, VN Index đã tăng gần 36% so với thời điểm cuối năm 2020 và lọt top 10 thị trường tăng mạnh nhất trên thế giới. VN30 đóng cửa tăng 1,06% so với tham chiếu, ghi nhận 22 mã tăng trên 8 mã giảm, cho thấy Blue Chip vẫn là nhóm chính đã và vẫn đang củng cố, hỗ trợ đà đi lên của thị trường chung lẫn VN Index. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường ghi nhận đạt 1,16 tỷ đơn vị, tương đương 31.100 tỷ đồng. Thanh khoản sàn HOSE duy trì ở mức trung bình với giá trị giao dịch đạt gần 26.100 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với phiên hôm qua. Còn đóng phiên trước ngày cuối cùng của năm 2021, thị trường chứng khoán Mỹ bất ngờ đi xuống khi ba chỉ số là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq cùng sụt giảm. Cụ thể, Dow Jones mất 0,25%, S&P 500 mất 0,3% và con số này với Nasdaq là 0,2%. Diễn biến này gây bất ngờ với các nhà đầu tư bởi lịch sử cho thấy giai đoạn cận kề năm mới, hay còn được biết đến với cái tên Santa Claus Rally, thường có những diễn biến tích cực. Có lẽ lực thanh khoản thị trường thấp đã khiến cả ba chỉ số quan trọng này đánh mất đà tăng. Tính trên diện rộng, cả Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq vẫn đang tăng trưởng kể từ đầu năm 2021. Dow Jones tăng gần 20%, S&P 500 tăng khoảng 27%, còn Nasdaq tăng khoảng 22%. Hiện tại không xuất hiện bất cứ tin xấu nào tác động tiêu cực đến thị trường. Nhìn chung, chứng khoán Mỹ vẫn đang trên đà hoàn tất một tuần và một tháng ngập sắc xanh. Mặc dù các chỉ số quan trọng có giảm, song chứng khoán Mỹ vẫn tiến tới hoàn tất một tuần và một tháng tăng điểm. Phiên ngày thứ 6 30 tháng 12 giờ địa phương sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021. Thưa quý vị, dựa vào xu hướng tình hình giá vàng thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh tăng giá vàng trong nước giữa bối cảnh đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giúp bù đắp sức ép từ đà tăng của đồng đô la Mỹ. Mở cửa giao dịch tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 150.000 đồng một lượng ở cả mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 60,75-61,47 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, ở mức 60,85-61,4 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng khởi sắc trong phiên giao dịch 30 tháng 12. Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.813,16 đô la Mỹ một ounce. Lĩnh vực tiền điện tử cũng sắp khép lại một năm ấn tượng với khoảng 2.200 tỷ đô la Mỹ vốn hóa thị trường, dù có phần giảm tốc trong hai tuần cuối trước khi bước sang năm mới. Vốn hóa toàn cầu của thị trường tiền điện tử đã có thời điểm giảm 1,54% trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 12, mất tương đương 25% giá trị kể từ khi xác lập mức cao kỷ lục 3.000 tỷ đô la Mỹ vào đầu tháng 11. Bitcoin cũng giảm khoảng 2% trong phiên này, xuống 46.786 đô la Mỹ và mất gần 30% giá trị kể từ mức đỉnh trong hành trình ấn tượng của đồng tiền ảo này. Những người ủng hộ Bitcoin vẫn đang đặt cược vào khả năng đồng tiền này chạm ngưỡng 100.000 đô la Mỹ trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư bắt đầu coi Bitcoin là một tài sản có độ rủi ro cao do mức độ biến động lớn trong những tuần gần đây. Xin được chuyển sang những thông tin về thị trường nông sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, cơ quan chức năng của Mỹ vừa đưa ra thông báo 60 ngày nữa, trái bưởi của Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào thị trường Mỹ. Sau trái bưởi, Mỹ sẽ xem xét đánh giá để mở cửa cho trái dừa Việt Nam và thị trường xứ Cờ Hòa. Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu khả năng xuất khẩu vào Mỹ
phối hợp với các đơn vị kiểm dịch thực vật của Việt Nam hoàn tất các hồ sơ để sớm xuất khẩu trái bưởi sang Mỹ. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có 105.400 hecta bưởi cho sản lượng gần 950.000 tấn. Trong đó, đồng bằng sông Hồng với gần 13.000 hecta với sản lượng trên 170.000 tấn, Trung du miền núi phía Bắc có hơn 30.000 hecta với sản lượng 220.000 tấn, đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 32.000 hecta với sản lượng khoảng 340.000 tấn. Riêng từ nay đến quý 1 năm 2022, cả nước dự kiến thu hoạch khoảng 140.000 tấn bưởi. Đây sẽ là cơ hội tốt để trái bưởi Việt Nam sớm chinh phục thị trường Mỹ. Một tin vui đã đến với thị trường nông sản Việt Nam cuối năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa công bố việc được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Thanh Long Bình Thuận tại Nhật Bản. Động thái trên được thực hiện sau gần 3 năm địa phương này nộp hồ sơ đăng ký và được phía Nhật Bản chấp nhận. Với việc được cấp chứng nhận lần này, quả thanh long là nông sản thứ hai của Việt Nam được Nhật Bản đồng ý bảo hộ chỉ dẫn địa lý sau vải thiều lục ngạn. Nhật Bản là một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới. Việc được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại thị trường của đất nước mặt trời mọc sẽ mở ra cơ hội rất lớn để thương hiệu Thanh Long Bình Thuận tăng trưởng bền lâu. Còn thị trường trong nước ra sao? Cứ mỗi dịp Tết đến, hàng nghìn trái cây tạo hình độc lạ lại cháy hàng, dù bán không hề rẻ. Bưởi đỏ Tiến Vua năm nay bị mất mùa, nhưng bù lại quả đẹp hơn, giá cao hơn so với mọi năm. Nếu như năm ngoái, bưởi bán cả vườn chỉ có giá 70-80.000 đồng một quả, thì năm nay thương lái đã trả lên 100.000-120.000 đồng một quả. Bưởi hồ lô cũng là trái cây hút khách mỗi dịp Tết đến. Mỗi trái bưởi hồ lô khắc chữ được bán với giá 250.000 đến 1,2 triệu đồng tùy kích cỡ. Những trái xoài in chữ thư pháp hay dưa hấu khắc tỉa các hình dáng độc lạ như thỏi vàng, hình ông tài lộc, chữ thư pháp phúc lộc thọ cũng được nhiều khách hàng quan tâm trong dịp Tết. Nhiều năm gần đây, Phật thủ trở thành trái cây được ưa chuộng dịp Tết do có tạo hình giống bàn tay Phật. Giá Phật thủ dao động từ 50.000 đến 300.000 đồng một quả, tùy kích thước và hình dạng. Thưa quý vị, kết thúc bản tin cuối cùng của năm 2021, hãy cùng tôi nhìn lại thị trường bất động sản. Năm 2021, thị trường bất động sản không ít lần chứng kiến giá đất tăng phi mã, trong những cơn sốt thật thì ít mà ảo thì nhiều. Sốt đất xảy ra ở vùng ven Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Dương, Thái Bình, Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Giang. Giữa năm, cơn sốt này phần nào bị chững lại trước làn sóng COVID-19, cũng như động thái siết thị trường của các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, giá đất lại bắt đầu có hiện tượng sốt trở lại tại Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quảng Trị vào các tháng cuối năm. Đặc điểm chung của những nơi sốt đất xuất hiện là có thông tin liên quan đến quy hoạch đô thị, giao thông, nâng cấp các đơn vị hành chính, từ huyện lên quận, thành phố, xã lên phường. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Money Daily trong năm 2022. Xin kính chào và hẹn gặp lại.